Hello mọi người, lại là mình đây, Hoài chán rồi. Hôm nay trước khi vào câu chuyện á, mình sẽ review cho mọi người. Hôm nay mình ăn trái mãng cầu cho mọi người xem nha. Trái này nó còn sống, còn trái này rất là chín rồi nè. Giờ ăn thử nè, chẻ nó ra ha. Nó nhìn giống mãng cầu Tây và mãng cầu ta lắm nha. Lai lai. Đây, mời mọi người nha. Trái này ngọt. Trái này ngon nè. Ngon quá mọi người. Việt Nam có mang cầu này đâu ăn phải không? Trái táo này cũng ngon lắm nha. Ăn thử cho mọi người xem. Thấy tội. Muốn gửi về nhà cho ba mẹ ăn mà sao thấy xa xôi với bất tiện quá. Gửi về tới đó hết ngon rồi. Giòn giòn mềm, nhỏ nhỏ mà có vỏ. Rồi ăn cái loại khác. Rồi loại này đi. Cái loại táo này là nó sọc. Loại này láng, đẹp, sọc. Giống hết. Mà cái loại này nó bùi 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 bùi. Màu sắc khác nhau. Về trắng cái này hơi vàng vàng. Ăn loại này. Rồi này táo đen. Táo đen, táo đỏ, táo vàng. Hôm bữa có trái táo vàng nữa. Hôm nay em không có ai mua. Các bạn biết sao không? Mình ăn tại nước ốc á, nó ngọt và nó giòn dữ lắm. Đã. Trái này thì cái màu đó, nó ngã ngã, vừa trắng trắng mà vừa vàng vàng. Cái da của nó chấm 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 nha, nhớ nha. Còn cái da này láng o à, không có chấm gì hết á. Da này lại sọc 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 sọc. Ủa cha, trái này nó chua quá. Chua lèm. Phải ăn với muối à. Cái này ăn thử mỗi thứ miếng miếng cho mọi người xem. Cái này chỉ lê mọi người nha. Mà lê loại này nó có vị chua, còn lê loại này là nó có nước nhiều. Lê lát mình cắt ra. Loại này là phải gọt vỏ rồi. Hãy
Có hạt chia. Các bạn thấy mình ăn ngược đời không? Ăn trái cây uống hạt chia. Đây là cái lê này. Cũng giống này luôn. Tròn. Ủa đó hay. Mình nước cũng nhiều nè, thấy không? Em nước quá chừng luôn. Mệt. Ăn trái này xong. Ăn trái này xong qua trái này nó lại phèo à. Tại cái trái này đặc trưng là nước nhiều thôi. Giải khát tốt hơn. Hay đi sa mạc đồ giải khát tốt hơn. Rồi ăn qua trái này. Trái cuối cùng nha mọi người. Cái này vỏ nó dày quá ha. Cắt vô một cái nó không muốn đứt luôn. Vỏ dày lắm. Nó cũng nước nhiều, nó na ná giống trái này ha. Nước nhiều. Nó cũng lạc phèo à. Lạc phèo mà giống mùi ổi vậy. Hay ta. Ngon quá. Theo lời hứa là mình sẽ nói về cái câu chuyện ma tiếp nha. Có ma thiệt hay không nha, có linh hồn thiệt hay không nha. Qua những cái hiểu biết sơ cơ của mình thôi, nhưng mà cũng chưa chắc đúng hẳn, mà cũng chưa chắc là sai hẳn. Thì với trình độ nào thì mình sẽ diễn tả với cái trình độ nấy thôi. Đó. Đó, tầng trời nào thì nó sẽ có cái đám mây ở tầng trời nấy. Cho nên mình nói với cái trình độ này thì bạn nào ở với trình độ của mình có thể nghe và lãnh hội được. Nghe được thì nghe, không thì thôi, không có mất mát gì ha. Cũng không ai lấy tiền của mình nghe hết, cũng không ai bắt buộc mình là nghe hay không nghe nha.